Xin chào các bạn đã đến buổi tâm sự kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada cùng Tiểu Nhị. Thì tập 1 hôm nay Nhị sẽ nói đến câu chuyện đó là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada với vốn không đồng. Khi mà Nhị nói vậy thì các bạn có đặt dấu chấm hỏi không ạ? Thật sự là mọi người sẽ đặt dấu chấm hỏi. Thật sự là với quan điểm của Nhị thì dù cho mình kinh doanh cái gì đi chăng nữa, không có thể nào với không không thể nào mà có vốn không đồng được. Có thể là chúng ta phải cần tới một cái laptop, một cái điện thoại, đó cũng là vốn. Hoặc là chúng ta cũng phải cần một cái vốn về kiến thức nữa, đó cũng là vốn, đó gọi là vốn tự thân, đúng không ạ? Bởi vì cái vốn không đồng, thực sự nói thì cho nó hay vậy thôi, nhưng mà các bạn phải chuẩn bị cái tâm lý là mình phải bỏ một cái giá trị nào đó để mà mình bắt đầu một công việc kinh doanh. Và trên sàn thương mại tử Lyda cũng vậy, mình cũng phải có những cái vốn tự thân của mình, ví dụ như là về kiến thức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada, những cái như là cách đăng bài, cách làm nội dung, cách làm hình ảnh đó, rồi cách làm video đó, rồi chúng ta cũng phải kiếm được cái nguồn hàng. Thực sự là khi mà Nhị bắt đầu kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada thì Nhị cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì năm mà Nhị bắt đầu để mà làm trên sàn Lazada thì Nhị cũng không có biết nhiều về Lazada đâu. Nhị chủ yếu là tự thân tìm hiểu trên các kênh như là YouTube, Nhị coi hết tất cả những cái gì liên quan tới Lazada. Dù bản thân Nhị cũng tìm hiểu từ những người bạn. Còn về nguồn hàng á, về nguồn hàng thì nói thật là Nhị giống như là một cu ly vậy. Nhị cũng đi kiếm chỗ này chỗ kia, rồi Nhị cũng phải đi thỏa thuận với người ta. Mà mình với tức là khi mà mình kinh doanh á, mình không có vốn nhiều á, thì mình phải làm như thế nào để mà mình có được cái hàng mình bán. Thì bây giờ thật sự nó có một cách kinh doanh nữa, đó chính là làm cộng tác viên. Thì khi nào có đơn thì mình in đơn ra và mình có thể gửi PDF qua cho bên chỗ nguồn hàng á, họ sẽ giao dùm cho mình và mình sẽ ăn chênh lệch hoa hồng. Thì thật sự là với cái cách làm đó thì nó cũng được thôi, nhưng mà Nhị hy vọng là mọi người sẽ cố gắng tập tập cái tính là mình đi tới mình thỏa thuận với đối tác để mà mình có thể làm giá với họ để mà nhập về một số lượng ít, nhưng mà cái giá nhập nó cũng ok mà để mình tự bán. Các bạn biết tại sao mà chúng ta phải làm vậy không? Tại vì khi chúng ta làm vậy chúng ta sẽ có động lực, tại vì chúng ta bỏ tiền túi của chúng ta ra để chúng ta nhập cái một hai món hàng về. Thì khi mà các bạn đem cái món hàng đó về á, thì các bạn sẽ tức là nó sẽ thôi thúc mình là phải bán được cái một hai món hàng này, và phải bắt buộc mình phải làm, phải hành động, chứ không có kiểu như là tao tao coi tao thấy cũng được được đó, và để tao tìm hiểu thêm thì tao mới làm. Các bạn không nên vậy ha. Khi mà các bạn đã quyết tâm muốn bán trên sàn thương mại điện tử Lazada thì các bạn hãy cố gắng. Mình học tới đâu thì mình làm tới đó. Ok, vậy khi nói tới đây thì Nhị sẽ chốt lại vấn đề cho mọi người ha. Tức là để kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada hoặc là những cái sàn thương mại điện tử khác thì bắt buộc một điều là các bạn phải xác định được các bạn bán cái ngành hàng gì. Từ khi lúc khi mà các bạn xác định rồi, định hướng được cái ngành hàng mình bán rồi đó, thì các bạn hãy đi kiếm cái sản phẩm mà thuộc cái ngành hàng mà các bạn thích, và các bạn phải thỏa thuận với đối tác rằng khi mình kinh doanh như vậy, mình bắt đầu kinh doanh thì mình không biết là có bán được hay không đó, thì cho phép mình có thể có đơn hàng thì mình chạy lên mình lấy, nhưng với một cái giá gần bằng cái giá sỉ, có được hay không để mà mình có thể cũng kiếm được cái đồng lời đó, đúng không ạ? Điều tiên quyết đầu tiên mà Nhị khi mọi người là phải xác định được cái ngành hàng và sản phẩm mà mình muốn bán, và đối tác cái nguồn hàng sắp tới mình sẽ nhập để mà mình bán. Các bước sau đó là mình phải tìm hiểu về cái kinh doanh trên sàn Lada, những kiến thức về nó. Cái đầu tiên đó chính là cách đăng một tài khoản bán hàng trên sàn Lada là như thế nào. Thì các bạn khi các bạn tìm hiểu tới đâu thì các bạn hãy làm tới đó. Ví dụ như bước đầu tiên chúng ta là phải tạo một cái tài khoản bán hàng trên Lazada, thì các bạn phải xem rất nhiều clip trước đó để mà chúng ta có thể tạo một cái tài khoản rất là ok và chỉnh chu.
đúng không ạ, để không có bị kiểu như là sai địa chỉ hoặc là sai thông tin cá nhân, đặc biệt là cái thông tin về 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 ngân hàng, để mà chúng ta để mà khi mà chúng ta bán được hàng thì Lazada sẽ chuyển cái doanh thu đó về cái tài khoản của chúng ta, đặc biệt là cái vấn đề đó các bạn ha, không không thể sai ha, sai thông tin, tại vì khi sai rồi thì các bạn sửa tới phải gọi lên cho tổng đài Lazada để mà giải quyết những cái vấn đề đó thì thực sự nó rất là phiền đó. Rồi sang cái tập thứ hai, thì Nhị sẽ nói đến cho các bạn các bước tiếp theo mà để chúng ta có thể thực hiện đăng sản phẩm lên trên sàn Lazada như thế nào, tức là một cái quy trình khép kín như thế nào để hợp lý. Ở đây á, những cái buổi tâm sự kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada như thế này á, là Nhị sẽ nói một cái quy trình hoặc là những cái kinh nghiệm của Nhị và bản thân của các bạn là phải dựa trên những cái kinh nghiệm mà Nhị nói ra cho các bạn để các bạn tìm hiểu những kiến thức và các bạn thao tác và làm trên sàn thương mại điện tử Lazada. Nếu các bạn có khó khăn gì thì hãy comment ở phía dưới clip này cho Nhị nha, thì Nhị sẽ hướng dẫn các bạn. À, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập 1 kinh doanh trên sàn thương mại nữ Lazada với vốn không đồng, ok không? Cảm ơn các bạn nha, xin chào các bạn.